Để tạo đà phát triển xã hội số, tuổi trẻ quận Ô Môn đã và đang phát huy những lợi thế về sức trẻ, sự năng động nhạy bén trong khoa học công nghệ, tiên phong trong thực hiện công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Mặc dù hiểu được những lợi ích của các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng anh Quỳnh Văn Vũ, phường Thới Hòa, quận Ô Môn vẫn còn gặp khó khăn trong vấn đề cài đặt app cũng như tìm các app uy tín. Anh Vũ được các bạn đoàn viên là thanh niên của tổ công nghệ số cộng đồng khu vực Hòa Thạnh A tìm đến và hướng dẫn tận tình. App này ra tiền lệ mình có thể thanh toán trực tiếp, có quét mã, có thể thanh toán đỡ tốn nhiều công. Các bạn đoàn viên hướng dẫn rất nhiệt tình. Ông Tạ Văn Hồng, khu vực Hòa An A, phường Thới Hòa, đến bộ phận một cửa làm thủ tục khai sinh cho cháu. Tại đây, ông Hồng đã được các đoàn viên phường hướng dẫn quét mã QR, các thủ tục hồ sơ đăng ký liên quan đến làm giấy khai sinh. Được mấy đứa cháu đoàn thanh niên hướng dẫn thì tôi làm thủ tục rất nhanh lẹ, dễ dàng cho người dân. Tôi không có biết cái công nghệ mới đó, thành đến giờ thì tôi đã hiểu rồi, tôi làm rất nhanh. Còn đây là công trình thanh niên số hóa di tích cấp thành phố tại Đình Thần Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn, vừa được quận đoàn ra mắt vào ngày 9 tháng 10. Đến với công trình này, thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người dân hoặc du khách có thể dễ dàng tìm hiểu, cập nhật được những thông tin liên quan về di tích như niên đại xây dựng, lịch sử hình thành, nét đẹp kiến trúc, giá trị lịch sử văn hóa. Quận đoàn cũng đã phối hợp với các địa phương để tích hợp thông tin hình ảnh của 5 di tích cấp thành phố, gồm di tích lịch sử văn hóa Đình Thới An, di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phú Luông, di tích lịch sử Chùa Cảm Thiên Đại Đế, di tích lịch sử Linh Sơn Cổ Miếu, di tích lịch sử văn hóa Chùa Phô Thi Sầm Ron. Em cảm thấy đây là một cái mô hình khá là thú vị khi mà mình ứng dụng quét mã QR code để cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác và nhanh chóng những cái thông tin cần thiết về cái di sản lịch sử và văn hóa của địa phương. Xác định đoàn viên thanh niên là lực lượng quan trọng xung kích trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, Ban Thường vụ Quận đoàn Ô Môn chỉ đạo các phường ứng dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên của Trung ương đoàn vào hoạt động quản lý đoàn viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và tiểu thương các chợ hiểu hơn về ý nghĩa tầm quan trọng của chuyển đổi số, từ đó thay đổi nhận thức thói quen của người dân về ứng dụng số. Song song đó, tuổi trẻ quận còn tích cực tham mưu Ủy ban Nhân dân các phường triển khai các nội dung xây dựng chính quyền số. Tất cả 7 đoàn phường đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cấp phường do bí thư đoàn phường làm tổ trưởng, thành lập 79 tổ công nghệ số cộng đồng khu vực do lực lượng đoàn viên làm nòng cốt. Phối hợp với Ủy ban Nhân phường để tạo mã QR code về các thủ tục hành chính thì tích hợp 145 mã code QR tổng hợp tất cả mẫu biểu của các lĩnh vực trong việc thực hiện cải cách hành chính đã giúp cho người dân giảm chi phí đi lại cũng như là thời gian. Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc là mạnh dạn đăng ký mỗi đơn vị là một mô hình, một sáng kiến để tham gia công cuộc chuyển đổi số tại địa phương mình, giúp cho đoàn viên thanh niên cũng như là người dân trên địa bàn là tiếp tục tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của chính phủ. Với lòng nhiệt huyết và sức trẻ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận Ô Môn đã từng bước giúp người dân bắt kịp xu hướng của cuộc cách mạng 4.0 trong giai đoạn hiện nay.